Tự nhiên là cái gì đó lại đưa anh qua con đường làm huấn luyện viên và Thích thì làm. thích thì làm thôi hả? Tại vì thầy bói nói là làm huấn luyện viên đi, kiểu đời con sẽ gặp một người cũng là huấn luyện viên như con. Thế mà sao bận ế thế giờ mà vẫn sao bữa nay gặp em biết em là cùng là huấn luyện viên với anh, em muốn bỏ nghề luôn. Em là một người làm nghề có tâm lắm anh. Mai sau anh sẽ đứng ở đây hát cho cô gái của anh nghe đây. Chắc là em không có diễm phúc đó để đúng em rồi nghe. Đúng rồi. Thì bởi vậy em biết em mới nói đó. Không ai mà đi mà nắm cùi chỏ người ta hết. Quen rồi hả? Nắm chai là cái chỗ nào bự nhất là nắm vậy đó hả? Ở trên thì là bự nhất thì nắm. Thì là cái tay bự nhất rồi chứ không lẽ giờ nắm đầu thì cũng kỳ. Đúng không? Anh này cứ bắt em nói những cái câu mà để người ta hiểu lầm không à. Em có bóp để giùm cái. Ủa anh không có túi hả? Anh muốn em giúp đỡ anh được không? Ok. Sao sắc quá. Em không có xe sắc. Trời ơi. Đó, thế là ngon nè, thấy không? Đó là bình thường mà. Mấy cái hành động đó nó nhỏ nhỏ nó không lạ gì đâu. Mai mốt em yêu em để ý những cái khác kìa. Thôi mới đầu vậy thôi anh ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Có mấy câu anh rất là thích đó. Tình yêu khi gặp sóng gió đó mới là lúc tình yêu bắt đầu. Mà chưa kịp sóng gió chia tay rồi. Buồn ha. Tuyết là một người cô gái có một ngoại hình đẹp, một nụ cười tươi, sống sâu sắc, nhưng hình như đang có một cái nỗi niềm riêng gì đó mà tạm thời chưa nhìn thấy. Có những khoảnh khắc nào đó bạn ấy bỗng trầm tư, có những khoảnh khắc nào đó thoáng qua thôi thấy bạn ấy có vẻ như là đang cô đơn. Tôi đoán là đang có một cái vấn đề gì đó, có thể là những cái mối tình trước đó trước khi vào chương trình đi, có thể là mới chia tay này kia, thì có thể làm cho bạn ấy có một chút cảm xúc. Nhưng mà có thể là buổi gặp đầu tiên thì bạn ấy chưa tiện để trải lòng mình. Thì có thể là sau này đi, còn mình còn những ngày cùng nhau trong ngôi nhà chung nữa, thì hy vọng là bạn ấy sẽ mở lời, sẽ tâm sự nhiều hơn để mọi người hiểu bạn ấy hơn.